trong dự thảo nghị định 100 sửa đổi, một số vi phạm được Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị tăng mức phạt từ 2 đến 5 lần. Đặc biệt, hành vi bán, sản xuất, biển số giả có mức phạt tăng tới 10 lần. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình chính, chính phủ xem xét dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt nhằm đồng bộ với luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nội dung sửa đổi của Nghị định 100 tập trung vào việc tăng mức phạt đối với một số hành vi, đồng thời bổ sung các quy định cụ thể, tạo cơ chế pháp lý và quy trình cho lực lượng thực thi công vụ, có thể kể đến như để bằng lái quá hạn có thể bị phạt 12 triệu đồng, sản xuất, bán biển số xe giả có mức phạt tăng từ 7 đến 10 lần, tăng mức phạt với các hành vi có tính chất nguy hiểm, tăng nặng chế tài với người điều khiển xe quá tải và điều chỉnh thẩm quyền xử phạt.